107 Ngày 107. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Alo chị à, có việc gì không? Em đang ở bên ngoài. 喂, 姐, 有什么事吗? 我在外面. Wei. 姐, 有, 神, 么, 事, 吗, 我, 在, 外, 面. 喂, 姐, 有什么事吗? 我在外面. 喂姐,有什么事吗? 我在外面。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 以后还请你多多帮助。 Được, quyết định như vậy đi. 好, 一言为定. Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样. Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại. 接到了. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用. Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Chưa từng uống qua đồ uống ở chỗ này. 没喝过这里的饮品. Giá cả lại rất hợp lý. 价格又很合理. Mời từ từ dùng. 请慢用. Có cần ăn đồ ngọt không? 要不要吃甜品? Buổi sáng đi. 上午去. Là làm cái gì vậy? 是做什么的? Phát triển tốt lắm đấy. Phát triển tốt lắm đấy. Xem tình hình đi. Khán tình huống bà. Nói chung là. Tổng chí. Ngại quá, xin lỗi. Bù hào ý sự. Nhận điện thoại một chút. Chia ý xa điện thoại. Không có việc gì đâu. Mấy sự đó. Mấy sự đó. Alo. Wei. Ở bên ngoài. Zai wai mian.